báo cáo với tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình câu được một con chẹp này, chẹp vàng các bạn này, đang còn sống các bạn này, rất chi là đẹp các bạn nhé. Thì trắm đen các bạn này, mình giơ xích lên cho các bạn xem nhá. Mắc rồi các bạn ơi, may quá ra rồi. Một em này, hai em các bạn nhá. Hôm nay mình được hai đen một chẹp, bóng mất hai con các bạn nhá. Vậy là ok rồi, hồ trưởng lý các bạn nhá. Xin chào tất cả các bạn, mình đã có mặt tại hồ các bạn nhá. Đây là hồ câu lục trương lý ở C8, đúng không em? Ở C8 quy hợp các bạn nhá. Đây là vị trí hồ các bạn này, mình sẽ review hồ cho các bạn xem này. Đấy, hồ không có rộng lắm đâu các bạn ạ, chỉ như thế này thôi. Dưới hồ thì rất chi là nhiều cá trắm đen các bạn nhé, đủ các thể loại luôn, trắm đen và chép với cá cú của hồ. Thế hôm nay thì mình sẽ câu đen chép, câu bằng ốc không, mình sẽ sử dụng ốc không mình câu. Đấy, lượng hiện tại thì lượng ốc ở dưới hồ này cực kỳ nhiều luôn, vì xung quanh đây là chỉ có mỗi mình cái hồ này gọi là VIP nhất, nên là người ta anh em tập trung về đây câu rất là nhiều các bạn ạ. Thì hôm nay mình câu bằng cần lục 4,5m, máy Zolo 6000 khối nông, một dòng máy mới ra khá là hot, cước con nhện số 7 các bạn nhé, trục 707, lưới 14, tứ 14 các bạn nhé. Đấy, combo của mình là như thế. Hôm nay là mình đánh đêm, bây giờ là 4 giờ chiều rồi, 3 rưỡi, đổ xong có lẽ cũng tầm 4 giờ đấy các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ test cái cước này và máy này. Đấy, hôm nay lần đầu tiên luôn để cho máy và cước ra. Thì vị trí mình ngồi đây toàn cái cảnh trồng hai bên bờ hồ, nên là ném câu ra rất chi là khó. Bây giờ mình đã ném câu ra rồi thì bây giờ mình sẽ thao tác vuốt cước các bạn nhé. Vuốt cước vì cái cước này mình mới ra bữa đầu tiên, nên nó có một cái lớp dầu bên ngoài, nó làm cho cái cước nổi mặt nước. Chúng ta sẽ tuốt cước để cho nó trìm cước các bạn nhé. Mình sẽ tận dụng những cái lá ở vị trí mình ngồi thôi, có lá gì mình tận dụng lá đấy. Chúng ta đây rú cho hết đát hết đất dính đá lá đấy các bạn nhé, không làm trước cước. Sau đó chúng ta sẽ vấn cước xung quanh cái lá này, và chúng ta sẽ cầm ép vào thân cần, cầm ép vào thân cần các bạn nhé. Chúng ta sẽ quấn này. Cái thao tác này chúng ta sẽ vuốt cước, vuốt cước cho nó hết cái lớp dầu đi để cho nó tìm các bạn nhé. Trước sau gì nó cũng tìm thôi, nhưng mình sẽ làm như thế này nó sẽ tìm nhanh hơn. Đây là cước mới thì nó sẽ như thế, nhưng mà cước cũ thì nó sẽ không như thế này. Dạ, chào cảm ơn nhé. Các bạn cứ để ý mà xem, mình ném ra cái cước này nó đang mới, nó vẫn đang nổi mặt nước. Chúng ta sẽ thao tác làm lại thêm một lần nữa các bạn nhé. Cần phải vuốt bớt cái dầu ở cái cước đi, để giúp cho cái cước nó tìm được tí hơn. Đây là những cái kinh nghiệm câu lục của mình chia sẻ với các bạn nhé.
Đây là combo tủ lục của mình, gồm có trục số 7, linh 7, bao 34, lưới 14. Bao này quá to nên là mình phải thêm chỉ vào để cân phao. Gần chúng ta làm sao mà cứ phao với lưới ngoắc vào nhau, với hai cái khóa linh chúng ta sẽ ngoắc vào một cái lưới luôn. Chúng ta sẽ cho vào cái xô nước. Cái cách cân của mình chỉ cần cho nó tìm cái phao là được, không cần phải nó phải lập lờ cái ngọn hay là nó nhúng cái ngọn lên, mà mình cho tìm hẳn luôn, mình đánh tìm, mình sẽ cân như thế cho nó nhanh các bạn ạ. Nó tùy theo cách đánh của mọi người thôi, còn cách đánh của mình là như thế. Thì rất là nhiều yêu cầu của mọi người thì hôm nay mình câu lục và mình câu ở cái hồ này. Hồ này lượng cá ở dưới hồ cực kỳ nhiều các bạn nhé, cá trắm đen, trắm trắng, cá chép rất là nhiều. Đấy, nên là anh em về tập trung về đây câu cũng rất là nhiều. Hiện tại thì dưới hồ thì rất là nhiều xác ốc nữa. Để đánh ở đây hiệu quả thì mình hôm nay mình đánh bằng tính ngũ cốc của Trung Bắc, và mình đánh ổ 10 cân các bạn, 10 cân ốc ấy. Bây giờ mình sẽ bơi ra mình đổ các bạn. Trước mắt mình sẽ đổ tầm 30-40 mét gì đấy, sau đó mình sẽ kiếm thuyền mình bơi ra mình đổ các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho độ sâu của hồ nước, mình sẽ kiếm một chỗ nào đó lõm xuống, mình sẽ tiến hành câu đó. Chào các bạn, bây giờ mình sẽ đổ ốc ra chậu cho lên thuyền là mình ra mình đổ các bạn nhé. Ốc không các bạn này. Đấy, thế thôi. Mình xay chỉ có một bắt con thôi các bạn ạ, còn lại đây là mình để nguyên hết. Ok các bạn nhé, mình sẽ bơi ra mình đổ. Cảm ơn em nhé. Dạ. Rồi ok các bạn nhé, bây giờ mình sẽ kéo lên mình ném lại các bạn nhé. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nắng cho chọt để yên rồi. Ờ, cây của đấy rơi ra nắp ạ. Ở chứa nó nằm đấy. Phá huyền thoại. Ra rồi, đúng phá huyền thoại được 3 thằng. 3 thằng, chùm vô chỗ. Bên này này. Ừ. Ra vô, ra rồi. Con lưới thế con. Đây, 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 đây. Đó, ừ, ra mẹ. Bứt rồi. Trời ơi. Bứt bên mí rồi. Ơi. Ơi. Dự. Bơm quẹt. Ôi, hàng anh em nhá, một em chép vàng vàng luôn này, vàng hươm luôn. Còn nữa được 2 cân. Nếu mai anh mà mỏm em cho anh con nữa. Đây cảm ơn nhá. Anh đem lại xích đâu luôn ý? Em không cụ hả? Không trọng à? Không trọng, không trọng không xích chứ ạ. Cho anh xích luôn. Đấy các bạn nhá. Mất hình luôn các bạn ạ, rảnh phế. Rồi ok các bạn nhá, mình phả vào ra tiếp nhá. Hàng các bạn nhá. Dính hàng các bạn này. Được rồi ạ. Một đếm này, đã dính hàng các bạn nhé. Tuyệt vời lắm em ơi, tuyệt vời, hàng khủng rồi các bạn ơi.
Tiếp tục môi thuốc bắc kết hợp ngũ cốc nha các bạn nhé. Đổ bơ anh nhé. Vợt 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 đấy rồi, em yên tâm ấy. Anh cầm lẩu cho, anh quay cho em ấy, em lấy cái vợt. Lính mày chậm đấy. Anh cho ra phát cây, cây trong bơ nhiều lắm. Em biết thôi nhưng mà rồi ok. Ra là được rồi. Sờ vô cây gì? Sờ vô cây chứ. Qua bên đi chót bên đi còn nhiều cây hơn nữa. Ờ. Bên đi sơn mất con rồi đó. Đẹp khủng luôn. Đó, không phải trầm ốc không? Ốc. Trầm ốc. Loài này hay loài cu á. Con này nhỏ đó, nó to lắm. Nhỏ con này 3-4 cân. Còn à. Mình cái cỏ ánh con nó còn đi hơn. Con nó phải 4-5 cân. Ừ. Con 3-4 cân thì không cỏ mà. 3-4 cân cỏ mà. Thì động đi thì cha nó không ra được. Vây lại. Vây à? Vây à? Vây lái. À, combo này đánh cực kỳ chắc các bạn nhá. Trục 7 này. Đi đi. Trục 7. Đánh ngay vào vây nữa thì không ra được thật. Tại vì chỗ nó cứng mà. Cứng lắm. Này, trục 7, lính 7. Đời 14 các bạn nhá. Đánh cực kỳ phế luôn. Một đen một kẹp các bạn nhé. Đến thở đúng 30 phút. 10 phút chứ mấy. Mình vừa ăn bật mì tôm là dính. Rồi ok các bạn nhé. Mình sẽ kiếm cái xích. Mình xích lại các bạn nhé. Đấy là anh em cứ khao khát. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ là 6 giờ sáng. Thì sau một buổi đêm chinh chiến ở hồ thì mình cảm thấy là cá ở hồ này là ăn mạnh về đêm và gần sáng. Còn buổi ngày thì người qua lại xung quanh hồ rất chi là nhiều nên là cá gần như là ngừng ăn các bạn ạ. Mình nếu mà mình theo mình suy đoán thì hồ này nếu mà các bạn đi câu buổi ngày thì nên câu ở chính giữa hồ thì sẽ hiệu quả hơn là câu gần bờ. Nhưng mà đến tối thì các bạn nên câu gần bờ thì nó sẽ hiệu quả hơn là câu xa bờ các bạn nhé. Hôm nay đi thì cũng khá là may mắn các bạn ạ. Cũng được khá, cũng gọi là nhất nhì hồ rồi các bạn ạ. Được hai con đen với một con chép. Thế là cũng may mắn rồi. Hôm nay thì với những cái kinh nghiệm, với những kiến thức mình có, không phải là giỏi nhưng mà đây là cái cách câu riêng của mình thì mình cũng chia sẻ lại với các bạn. Để đi câu cá hồ dịch vụ, nếu mà câu cá sót, cá tự nhiên thì mình không nói làm chi. Còn nếu những cái loại cá mà hồ nó thường xuyên bồi ấy, thì nó cũng chưa phải là khôn lắm đâu, nó đang còn dại lắm. Nên là có nhiều khi mà những cái ổ mà nó quấn ấy, có thể giật được cả chục con một lần. Thì chúng ta nên xài linh to một tí, linh to, trục to một tí. Thì ở đây thì mình đang xài là trục số 7, trục cức nhện số 7. Còn linh mình cũng xài số 7 luôn. Có khi mình xài số 8. Tùy theo dòng cước mình cột linh với cước trục của mình nữa. Còn phao thì các bạn xài từ phao 28 đến 30 là được rồi. Như mình đây xài phao 34 to quá. To quá mình phải thêm chì vào, ném nó rớt cái bục, nghe cái bục tiếng rất là động. Lưới thì mình xài lưới khá là to, lưới số 14 các bạn ạ. Đấy, nhưng mà các bạn nên xài ở lưới số size số 10 thôi. 10 11 12 gì đấy thôi. Đây mình xài tận 14. Mình tay to nên là mình đánh như thế mình mới cảm giác đầm tay được các bạn ạ. Thì mới cá nó mới đè một phát nữa, mình giật hụt các bạn ạ. Nó chạy ré sóng luôn, khả năng là những con cá trên 10 cân. Nó mới có cái tốc chạy như thế. Rất là tiếc. Vừa xong luôn các bạn ạ. Đúng một đêm thức trắng luôn. Không hề ngủ, không hề chợp mắt một tí nào luôn. Vì mình thì không có anh em để tham gia cùng thì cũng khi nào cũng lủi thủi đi một mình thôi. Thì cũng rất là mệt rồi. Chắc có lẽ là mình sẽ câu đến khoảng 8 giờ gì đấy là mình sẽ ra về thôi. Cũng không câu thêm nữa đâu các bạn ạ.
Thì cái video câu lục á, thì anh em ai cũng cũng bảo mình đi câu, thì cũng cũng muốn đi lắm, nhưng các bạn biết đấy, mình đi câu lục thì mình khoái đi câu buổi tối thôi. Mà cái lúc mà cá nó đóng, mình không thể buông cần ra để mà mình lấy máy quay ra mình quay được. Nên là những cái lúc mà nó đè lút phao ấy, rồi mình giật, rồi mình dòng, gần như đến lúc mình bắt được con cá thì mình mới, con cá nằm trên bờ thì mình mới lấy được máy quay ra mình quay. Đấy, chứ mình không thể quay được những lúc mà con cá nó vừa đè phao mà nó đang đồng đưa ngoài hồ, các bạn cũng không làm được như thế. Mà quay buổi tối thì lại không thấy cái gì ngoài hồ luôn, chỉ thấy một cái màn hình đen thui luôn, nên là video của mình nó sẽ không hấp dẫn. Nên chắc cái qua cái video câu lục hôm nay thì mình sẽ tạm dừng ít hôm để mình đi câu lăng xê. Thì cũng chỉ có một mình thôi, sức khỏe thì nó cũng có hạn thôi, cũng không phải lúc nào cũng có thể đi được. Đấy, nếu như mà mình có một đội quân đông thì anh em cùng chung chí hướng, cùng đam mê thì mình có thể thay phiên nhau, có thể đi liên tục được. Đây có một mình rồi về nhà làm việc nữa các bạn ạ. Phải lo cho con, lo cho vợ, đóng hàng, trộn mồi, cũng khách khứa tùm lum các bạn ạ. Nên là cũng vất vả, nên là cũng không thể mà đi chuyên được. Mấy hôm nay thì mình cũng chưa ra một video nào nó hoàn thiện, thì cứ cách 1-2 hôm gì đấy mình sẽ ra một video. Anh em nếu mà yêu mến mình thì cứ ủng hộ mình. Sắp tới đây thì mình sẽ kiếm thêm một bạn nữa cùng chung chí hướng, mình sẽ đi câu được nhiều hơn, mình sẽ ra nhiều video hay hơn. Mình còn nhiều ý tưởng lắm, nhiều ước mơ hoài bão lắm, nhưng mà một mình thì mình không thể làm được hết. Hồ này mình thấy khá là hay đấy các bạn ạ. Hồ này chẳng qua là bây giờ là nó cái lượng ốc nằm dưới hồ khá là nhiều, gọi là thối đáy rồi các bạn ạ. Thì đây là thị trấn, dân cư khá là đông mà hồ câu dịch vụ thì ít. Cái hồ này thuộc cái dạng là VIP nhất ở vùng mê mình đây các bạn ạ. Giá vé có 200.000 một ca 6 tiếng. Nên là cái lượng người, cái giá nó vừa với cái mức thu nhập của mọi người, nên là ai cũng đi câu được. Mà lượng cá dưới hồ là lúc nào cũng trên dưới 100 con. Đối với trắm đen thì nó bồi liên tục, cứ 2 tuần là bồi một lần. Lượng trắm đen lúc nào cũng duy trì trên 100 con trong một hồ. Chưa tính các loại cá khác như là cá chép với cá sót của hồ. Thì mình thấy ở mình đây một cái hồ như thế này là khá là ok đó các bạn ạ. Còn về cách lấy tiêu thì mình nói sơ qua đây, thì hôm nào đấy mình sẽ vẽ ra một cái giấy để cho anh em học theo cái cách lấy tiêu của mình cho nó nhanh. Cách lấy tiêu của mình thì lúc lấy mình toàn lấy theo một đường thẳng. Mình cứ đánh 3 điểm, một điểm ở trong vị trí mình ngồi. Đây, một vị trí ở trong vị trí mình ngồi và một vị trí ở giữa cần. Các bạn thấy không? Thì chân quay này đêm mình ngoặc lục trúng nên là nó bay ra hồ gãy mất chân quay các bạn ạ. Chân quay thằng em nó cho. Đấy, một vị trí ở giữa cần và vị trí ở phía sau phao. Đó chính là cái điểm chốt, điểm cuối cùng của ngọn phao. Là một mình sẽ nhìn vào một cái cọc nào đấy, một cái cọc tiêu nào đấy, mình sẽ nhìn vào đấy. Và ngọn phao mình sẽ giống song song một đường thẳng gồm có 4 điểm. Đó chính là cọc tiêu bên ngoài cùng, cho đó đến phao và hai cái chống cần của chúng ta song song theo một đường thẳng. Sau đó chúng ta dán cự ở trên cái dây trục của chúng ta ngay vị trí mình câu. Ngay vị trí ở cái khúc mà từ máy ra khoảng tầm 1-2 gang mình sẽ cố định ở vị trí đấy. Cứ lúc nào mình câu mình cứ kéo đến cái vị trí đấy, hoặc là lệch lạc 1-2 mét, 1-2-3, nói chung là khoảng 2-3 gang không thành vấn đề gì cả, đừng có lệch xa quá. Còn tiêu chéo thì chúng ta chỉ cần sử dụng một tiêu chéo duy nhất. Chúng ta sẽ cắm cách vị trí mình ngồi, từ vị trí mình ngồi đây mình sẽ đi xuôi theo bên phải hoặc bên trái. Mình sẽ đi ra khoảng tầm 10 mét, các bạn nên đi ra khoảng tầm 10-15 mét. Các bạn sẽ cắm cho mình cái tiêu chéo. Tiêu chéo này nó thẳng hàng với phao và sang một cái cây khác, cũng tính từ cái cột mốc bên ngoài cùng.
cái cột mốc cuối cùng của cái đường thẳng thì cũng lệch ra khoảng tầm 15 mét. Thì mình sẽ tìm ra một cái gốc cây nào đấy, mình sẽ gióng vào đấy, từ cái vị trí mình đi ở đây mình sẽ gióng qua phao và đến cái vị trí cái cây cách 15 mét ở cái cọc tiêu bên kia. Mình nói thế các bạn đã hiểu chưa? Tí nữa mình sẽ về, mình sẽ vẽ một cái ảnh nhỏ nhỏ, mình sẽ đánh dấu vị trí là cọc tiêu 1, cọc tiêu 2, cọc tiêu 3, mình sẽ chèn vào trong cái khúc này, các bạn sẽ hình dung ra được. Cái cách đánh này thì cho dù các bạn bị nổ trục thì các bạn ném lại, các bạn vẫn ném đúng được một đường thẳng và vẫn đúng cái vị trí cái ổ mồi của chúng ta và không bao giờ bị mất ổ. Đó là trừ khi cái trường hợp mình không chắc ăn về cái đồ của mình thì mình mới sử dụng chắc ăn như thế. Nhưng mà tốt nhất cái chắc ăn là tốt, vì lỡ có ảnh hưởng gì đấy, nó đứt trục hay là nổ linh hay làm gì đấy, nó thay đổi cái chiều dài của cái dây trục của chúng ta là chúng ta phải làm tiêu, thì chúng ta sẽ chắc chắn một điều rằng là sẽ không bao giờ bị lệch ổ, câu sai ổ, câu đúng ổ mà mình biết chính xác ổ nằm vị trí nào thì mình câu nó sẽ hiệu quả hơn các bạn nhé. Đó, còn về đồ câu của mình thì toàn đồ cùi thôi các bạn ạ, không có cái gì mà ngon cả. Máy câu Zolo 6000 cối nâu. Con máy này thì mình không có bán mà mình mua về mình chơi, thì không biết mình hình như đợt đấy mình mua 380 hay là 400 gì đấy, cũng không nhớ nữa. Mình mua ở đâu khoảng 2-3 tháng rồi nhưng mình chưa sử dụng đến. Hôm nay mình mới cho nó nhúng nước bữa đầu tiên đấy các bạn này. Rồi là dây câu thì mình xài cước con nhện số 7 500m. Mình đánh lăng xê, mình đánh thấy rất sướng nên là mình phang luôn cả lục. Mà theo phản ánh của anh em rất là nhiều, cái cước này đánh rất là thoát, và mình đánh mình cũng cảm nhận được điều đấy, đánh rất là thoát, đánh như dù luôn các bạn, nên là đánh rất là khó bị nổ, đánh sướng lắm. Mình theo mình cảm nhận là như thế. Cái cước này nó chỉ có giá 230.000 một cuộn 500m. Còn cần câu của mình đây, mình cần đang sử dụng con cần Supro AX. Mình thay ngọn của nó rất chi là cứng và giòn, thì mình sẽ mình thay sang một cái ngọn của cái dòng cần gì mà có khoen đỉnh vị. Thì cái ngọn cần này mình cũng quên tên này, mình sẽ cập nhật sau. Đấy, nên là mình câu đồ câu, xét đồ câu của mình thấy rất chi là tốt. Mình dòng nhiều con cá to rồi, tuy không phải câu lục nhưng mà mình dòng nhiều con cá to 30-40 cân rồi, mình vẫn thấy nó chả hư gì cả, nó chả ảnh hưởng gì cả, nó bắt cá bình thường, không cần. Nên là không cần các bạn cứ nhất thiết phải sắm đồ xịn đâu. Những bạn nào mà có đam mê thì cứ sắm trong cái điều kiện của mình thôi, đừng có sắm nó tốn kém quá mà làm ảnh hưởng đến, thứ nhất là cuộc sống của mình, đến cuộc sống của người khác. Nên là mình cứ có cái gì mình xài cái đấy thôi, còn không có thì chúng ta có thể chắt chiu, bớt chén lại các khoản chi tiêu của mình để trong một thời gian sớm nhất mình có thể mua được đấy, chứ không nên mà vội vàng quá rồi là đi cắm đồ này nọ này kia, cướp bóc rồi là về nạt vợ nạt con rồi mà lấy tiền để đi mua sắm những cái đồ mà mình chưa biết chính nó sẽ mang lại cái lợi ích gì cho mình sau này cả. Nên là trước mắt các bạn có cái gì cứ tận dụng đến cái đấy. Mình đây toàn đồ người ta thải loại rồi mình lấy về mình tìm tòi, mình chắp ghép, mình sửa chữa, mình câu thôi, chứ cũng không phải là đồ đắt tiền gì cả. Tuy mình là người bán đồ câu nhưng mà các bạn nhìn đi, đồ mình đây là toàn đồ người ta bỏ đi, mình sửa chữa lại mình dùng thôi, không phải là đồ mới 100% đâu các bạn ạ. Như cái ghế mình ngồi đây này, rách hết, rách chằng rách nhịp luôn. Mình cái sàn mình ngồi phía dưới đây là mình cột dây thép hết, mình cột dây thép loại 2 ly, mình ngồi thoải mái, không lo bị đứt. Tuy nó hơi ê mông một tí nhưng không sao, ngồi được là được. Còn cái tựa lưng thì mình lấy dây dù chuyên xích cá, mình đan lưới sau đó. Mình nằm mình tựa vào đây nó không bị đứt, thoải mái các bạn ạ. Còn khung của nó là bằng sắt rồi thì không sợ nữa. Còn những cái ốc vít này nó có bị rụng ra thì chúng ta có thể mua ốc vít khác, còn không thì lấy cái thép 6 xuyên qua luôn, đập cong hai đầu lại là nó thay cho mình một cái ốc vít luôn.
Đấy, đơn giản như thế, tất cả mọi thứ là đều chế tạo hết. Chỉ trừ gần tre là mình chưa câu thôi, chứ còn lại là những cái cần này là mình chơi hết rồi. Tuy nó nặng tí, không bằng, không được như những cái cần đắt tiền, nó nhẹ tênh, nhưng mà nó nặng được, mình đang còn trẻ, đang còn khỏe mà. Sừng trâu có lẽ mình đang còn bẻ được, vì nói gì mấy cái đồ này thì mình làm gì mà ảnh hưởng đến cái đam mê của mình được. Tận dụng hết các bạn ạ, tiết kiệm hết mức. Đấy, đó là cái cách câu của mình. Thì video hôm nay thì mình cũng đã làm trọn vẹn rồi, tuy những cái cảnh bắt cá nó không được hay cho lắm, thì mong các bạn hết sức thông cảm cho mình. Mình sẽ cố gắng xuất video sớm nhất có thể. Rồi mình chúc mọi người một ngày mới thật mạnh khỏe, một thứ hai đầu tuần gặp nhiều may mắn các bạn nhé. Mình cũng sẽ ngồi đến khoảng tầm 8 giờ là mình sẽ về để xem vợ mình có phải làm gì không, để mình phụ vợ mình tí, rồi mình sẽ tranh thủ ngủ một tí để lấy lại sức, rồi mai mình sẽ cố gắng mình sẽ đi câu tiếp. Rồi mình xin chào tất cả mọi người nhé. Một lần cuối mình sẽ review cái khúc hồ này một tí. Giá vé của hồ này là 200.000 6 tiếng các bạn nhé. Ok các bạn. Báo cáo với tất cả mọi người nhé, hôm nay mình câu được một con chẹp này, chẹp vàng các bạn này, đang ngót sống các bạn này, rất chi là đẹp các bạn nhé. Thì trắm đen các bạn này, mình giơ xích lên cho các bạn xem nhá. Mắc rồi các bạn ơi, may quá ra rồi. Một em này, hai em các bạn nhá. Hôm nay mình được hai đen một chép, bóng mất hai con các bạn nhé. Vậy là ok rồi, hồ trưởng lý các bạn nhé. Ok, mình sẽ cho cả vào giọt và về thôi các bạn ơi. Bây giờ là 9 giờ sáng các bạn nhé. Hai con các bạn nhé. Vậy yêu cầu câu lục của các bạn mình đã hoàn thành rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ra về, từ ngày mai mình sẽ quay lại câu lăng xê các bạn nhé, phục vụ mọi người. Lăng xê sẽ phê hơn, còn câu đen thì không quay được những cái clip tần tinh vì mình vẫn chưa mua được máy quay các bạn nhé. Mọi người hết sức thông cảm cho mình nhé. Đấy các bạn nhé, kết quả sau một đêm của mình này, hai đen một chép. Ok chứ các bạn. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé.